Clip chém nhau kinh hoàng ở Bắc Giang khiến ai cũng dùng mình, tạm giữ hai bố con gây án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hai bố con Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1959, chú thành phố Bắc Giang, sau khi gây ra vụ chém người kinh hoàng để điều tra về hành vi giết người. Ngày 7 tháng 3, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 6 tháng 3 tại số nhà 04, đường Sương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Theo đó, vào hơn 21 giờ tối ngày 6 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của Công an thành phố. Bắc Giang về vụ án tại địa chỉ trên. Sau vụ đâm chém, anh Lương Văn Quyền, sinh năm 1986, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang, bị thương nặng. Clip ghi lại vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến ai cũng dùng mình. Quá trình điều tra, đến 4 giờ ngày 7 tháng 3, đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1959, chú phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, đầu thú về hành vi giết người. Cơ quan công an cũng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, con của Hoàn, về hành vi giết người. Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3, bố con Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1986, trú tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền là bạn chị hậu. Sau đó anh Quyền bị hoàn, hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô sát, Quyền dùng dao chống trả khiến hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ ba con dao hung khí, một chiếc gậy bóng chảy. Hiện, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn